em là một người không ổn định, thích nay đây mai đó, thích những điều mới lạ, em thích bay bổng và cũng rất thích phiêu lưu. Em đã gần như là dành cả tuổi trẻ của mình và sự bồng bột của mình để khám phá một cuộc sống, để phấn đấu, để tham vọng, để tự do và để là chính mình. Em đã đi qua nhiều nơi, dừng chân ở nhiều thành phố, gặp gỡ rất nhiều người và cứ ngỡ đó chính là niềm vui bất tận của cuộc sống này. Và em nghĩ đã đến lúc em sẽ chia sẻ niềm vui đó với một ai khác. Có một lần em đọc được rằng Phật dạy phần đời còn lại hãy chung sống với người khiến bạn vui. Và em nhận ra rằng hạnh phúc của em là ở nơi đây. Minh Anh à, em là một cô gái thông minh, dễ thương, không hiền lành, đáng yêu ở mọi mặt, làm cuộc sống của anh trở nên muôn màu. Từ cái khoảng khắc em nói, ủa anh Thịnh, anh không tính mời em ly Highland à, là anh biết cuộc đời và tương lai của anh sẽ không đơn giản như cây quan hợp để sống. Anh muốn ở bên em chăm sóc em những lúc khỏe mạnh cũng như những lúc em không được khỏe. Ở bên em những lúc thôi về nhà ăn cơm cũng như những lúc giàu sang, được trải nghiệm cuộc sống nhiều màu sắc cùng em. Để làm được điều đó, anh hứa sẽ là chỗ dựa tinh thần và tài chính, và một người chồng tốt, tôn trọng và thương yêu em suốt đời. Anh yêu em. Em hứa sẽ cùng anh đi qua hết cuộc sống này, yêu anh bằng tất cả dịu dàng và kiên nhẫn của mình, hứa cùng anh tạo nên một cuộc đời vui vẻ và ít quạo, cùng nhau ăn mì ramen, thi thoảng sẽ cùng anh xem những bộ anime mà anh thích, sẽ vẫn học cách hiểu những câu chuyện cười nhạt nhẽo của anh, nhưng em vẫn sẽ là người tung dịch của anh đến với thế giới này. Em yêu anh và cảm ơn anh đã xuất hiện trong cuộc đời của em. Thật ra là con cũng muốn gửi lời cảm ơn tới ba mẹ. Từ nhỏ tới lớn á, may mắn nhất là con được nuôi dạy trong một môi trường rất là tự do và dân chủ. Con cảm thấy được điều đó rất là may mắn khi con tự lựa chọn được cách sống của mình, cách tụi con lớn lên, nhưng mà trở thành một người tốt và tử tế, chứ không phải là chọn trở thành một người mà làm cho ba mẹ thất vọng. Chúng con rất là cảm ơn ba mẹ đã sinh ra tụi con, nuôi nấng tụi con, dạy bảo tụi con và cùng vun đắp cho tình yêu của tụi con. Con cảm ơn rất nhiều. Con xin cảm ơn ba mẹ đã nuôi dưỡng và dạy tụi con thành người. Nhà mình không giàu bằng các tài phiệt khác, nhưng ít ra thì cũng lo cho chúng con ăn học đầy đủ, cũng được đi du học cho hơn bạn hơn bè, cũng như là
lo cho chúng con một đám cưới đặc biệt, và có thể sau này là mua nhà cho chúng con và lo cho con cháu của chúng con. Con yêu ba mẹ. Love you, papa. Chúc hai con luôn luôn hạnh phúc. Nếu con lập gia đình ấy, thì con phải tìm một cái người vợ không xinh đẹp quá, vừa vừa thôi. Đã. Thứ hai ấy, là nó đừng có thông minh quá, nó thông minh quá mệt lắm. Nó cũng đừng có hiểu biết kém quá, đừng có nghèo quá, nhưng cũng đừng có giàu quá. Nó đừng có hiền quá, mà nó cũng đừng có ghê gớm quá. Con ạ, à, cái người như vậy tìm không bao giờ ra cả. Là con người ta không ai nhân vật thập toàn, không ai hoàn chỉnh, cái gì cũng hoàn chỉnh cả. Cho nên là chấp nhận cuộc sống để lo cho nhau. Nào cũng nghĩ là Minh Anh sẽ còn bay nhảy xa lắm, cho nên là không có ý định ổn định khi nào hết. Nhưng mà không ngờ đùng một cái một ngày Minh Anh khoe nhẫn, tưởng là Minh Anh mua đeo chơi cho đẹp thôi. Ai ngờ là Minh Anh cưới thiệt, mà là còn là cưới Thịnh. Đi anh Thịnh, em có một vài lời với anh. Dù đi ra đường anh đã là cá con rồi, về nhà anh cũng chỉ là mèo Thịnh thôi nha anh. Trong cái vũ trụ này thì chỉ có một mình Minh Anh có thể hiểu Thịnh thôi, và chỉ có Minh Anh mới chấp nhận làm thông dịch viên cho Thịnh vô thời hạn cả đời. Cho nên là Thịnh phải ghi nhớ điều này và luôn luôn phải cảm thông, yêu thương và chia sẻ cho Minh Anh cả cuộc đời này. Đó là một ngày đẹp trời em cũng đi làm thôi, xong Minh Anh chạy tới em: "Chị ơi, chết em rồi." "Hỏi chuyện gì em Minh Anh?" "Em xám mặt rồi chị." "Là sao em?" "Em bị sét đánh đùng đùng đùng." Ngày hôm đó Minh Anh đi làm buổi sáng, Thịnh thì mới cắt tóc, mặc áo sơ mi trắng, quần tây. Thì khi Minh Anh nhìn vào Thịnh với một cái góc đẹp trai như vậy, thì Thịnh như tỏa phần hào quang nhờ ánh mặt trời xung quanh. Thì rất là hy vọng là cuộc tình này sẽ đi tới cuối cùng. Bởi vì Liêm rất là thương hai người, hai người rất là đặc biệt trong tim Liêm. Chúc cho hai người cả đời hạnh phúc. Khi biết được Thịnh chính thức đã được có người rước thì thật sự là mọi người rất là mừng cho Thịnh, là tại vì chỉ có em mới dám rước nó thôi đó Minh Anh ạ. À. Nhưng mà Thịnh thì nói những cái câu thì thường cũng không ai hiểu lắm, thì chỉ chắc là chỉ có mình em hiểu thôi. Cảm ơn Minh Anh đã gọi là giang tay kiên nhẫn để chào đón Thịnh và đi cùng Thịnh đến suốt cuộc đời này. Mày biết, tao biết những năm tháng ở cái nơi đất khách quê người á, mày đã trải qua bao lần đau lớn, những cái nghịch cảnh. Nhưng mà chính sự mạnh mẽ và lạc quan đã giúp mày trở thành phi thường. Và mày là điều phi thường nhỏ bé, mày là inspiration cho mọi người. Và cảm ơn anh Thịnh đã bước vào và nắm chặt tay Minh Anh. Thì Lolita có một câu mà mình mong Thịnh luôn giữ cái tình yêu đó đối với Minh Anh: "You are the light of my life, fire my loin, my sin, my soul." Cá chậu chim lồng, trời xanh có thấy nỗi lòng của ai. Ngày thì ngắn, đêm thì quá dài, kề vai áp mã chúc hai mái đầu,
trăm năm tính cuộc bể dấu, vui cùng tận hưởng, mà sống bạc đầu thì nữa.